Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong mọi trường hợp, là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban châu Âu đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos đang diễn ra ở Thụy Sĩ. Chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ukraine cần nguồn tài chính trong suốt năm 2024 và xa hơn nữa. Họ cần nguồn cung cấp vũ khí bền vững để tự vệ. Tôi tin rằng đây là nghĩa vụ chung và lâu dài của chúng ta. Chúng ta cần xây dựng niềm tin hơn bao giờ hết và châu Âu sẵn sàng đóng một vai trò quan trọng. Tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu đưa ra trong bối cảnh khối này dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào đầu tháng 2 năm 2024 để thống nhất về việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra trung tuần tháng 12 năm ngoái ở Bỉ, khối này có kế hoạch hỗ trợ tài chính trị giá 50 tỷ euro. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối của Hungary. Theo một số nguồn thạo tin, Liên minh châu Âu đang tính đến kế hoạch B. Theo đó, sẽ xây dựng một thỏa thuận liên chính phủ giữa 26 quốc gia Liên minh châu Âu, không bao gồm Hungary, hoặc sự bảo đảm từ các quốc gia này rằng ủy ban châu âu sẽ đưa ra các khoản vay mới